chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn con chuột của Vixen với model là BC254A. Thì chức năng của chuột này thì mình sẽ có chuột trái, chuột phải và nút giữa, và bên đây mình có tiến và lùi bắt á. Đây là mình chọn được tần số, tốc độ của chuột. Dưới đây thì mình sẽ chọn được kiểu kết nối. Đây là kết nối bằng USB. USB là mình sẽ cắm cái cổng USB vào laptop thì mình sẽ kết nối. Ở đây thì mình không dùng cổng USB mà dùng Bluetooth kết nối. Đây thì mình dùng Bluetooth 2 kênh số 2. Thì khi mình kết nối vào, các bạn nhìn đấy, chuột nhúc nhích. Tốc độ chuột nha các bạn, nhấn một lần, nhấp một lần nữa, chậm lại, nhanh lại, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, chậm lại. Thì đánh giá con chuột này thì mình đánh giá tốt trong tầm giá nha. Lúc mình mua khoảng 380 thì trong tầm giá con chuột này mình thấy ok nhất. Chuột không có tiếng kêu nha các bạn, các bạn nhắc không có tiếng kêu. Hiện tại trời đang mưa thì không biết sao, nhưng mà mình không nhắc chuột không có tiếng kêu nha các bạn. Pin thì xài cũng ổn, mình xài cả một tháng rồi thì đánh giá là pin xài tốt, ít hao pin. Cái Bluetooth này cũng tiện là các bạn có thể dùng được trên điện thoại luôn nha các bạn. Các bạn kết nối Bluetooth và các bạn dùng trên điện thoại được, không cần cắm bất cứ cái gì vô. Các bạn nếu mà chọn một con chuột thì mình khuyên các bạn nên chọn con chuột này dùng văn phòng và chơi game cũng hợp lý, tốt. Thì chuột này mình mua trên Lazada nha các bạn. Thì mình mua này khoảng 380.000. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thông tin của chuột. Thank you.
Thì bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth với chuột. Thì các bạn xem, cái mình kết nối rất tiện lợi, mình chỉ cần mở Bluetooth lên và chuột của mình đã kết nối được với điện thoại rồi. Mình không cần qua bất kỳ thiết bị gì để kết nối nữa hết.